để đây cho nó quen, nó thái đi ấy. Gọi được đủ gà cho dễ. Qua tay đấy. Như này chúng mới gọi này, bắt mua cho cháu nhỏ ấy. Chú ạ, mua cho cháu nhỏ thì nó sẽ ăn được. Để mai kia cháu về quê mua. Hoặc là mình mua nhộng cho nó ăn cũng được chú ạ. Đang mà chưa bắt đầy đấy, cứ vào tầm lúc thì cùng cái vật chịu một tấm vật cái điên xuống một vài cái thuốc đúng không? Chắc chưa được ăn con to bao giờ nên đang ấy. Đang nên nông bóng đẹp phết đấy chứ nhỉ? Cái kia rồi nhưng nó không ấy đâu. Nó chui vào trong đấy cả. Gọi châu chấu bắt đầu dậy qua tay mới dễ. Rồi nhốt hết rồi. Ui. Nhốt rồi. Đâu rồi? Cái châu chấu đâu để nó gọi. Hey. Hey. Để đây cho nó quen.
nó xa đi ấy. Nó vẩy đi hết rồi. Vẫn hơi nhát như vậy. Mình mà không nuôi chim săn là thả nó ra được rồi đấy. Nó đi nhặt sỏi ấy chú ạ. Và đổ cho chậu cát vào đây này.